Nick.vn, uy tín tự động 100%, shop bán ác siêu rẻ, đa dạng game và các loại thẻ game khác nhau. Chiết khấu khủng, bán kim cương, bán con huy giá cực rẻ, truy cập ngay Nick.vn. Ai là fan cứng của One Piece? Xin chào 500 anh em băng ở tặc xăm soi. Không biết các anh em có mê One Piece như cái cách mà ba tôi lồng mề cuồng thằng não cao su không? Tình cảm của mình dành cho bộ manga này thì cũng như tên bài hát của anh Phúc vậy, hơn cả yêu. Nhân ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, các anh em hãy cùng mình thử làm một bài test xem các bạn thì có thực sự là fan cứng của One Piece không nhá. Không chần chờ gì nữa, Captain xăm soi thì phát đề ngay thôi. À, nội quy phòng thi là nghiêm cấm thí sinh quay cóp trong giờ kiểm tra dưới mọi hình thức nha. Bắt đầu thế nào? Câu 1. Bộ truyện One Piece được ra mắt lần đầu vào năm nào? A. 1999, B. 2000, C. 1998, D. 1997. Câu 2. Người sở hữu trái ác quỷ có năng lực trọng lượng cao cấp hơn trái Kilo Kilo của Miss Valentine. A. Khalifa, B. Mugfi, C. Haruzin, D. Ideo. Câu hỏi thứ 3. Sinh nhật của quý cô Nico Robin. A. Mùng 2 tháng 4, B. Mùng 7 tháng 3, C. Mùng 9 tháng 2 và D. Mùng 6 tháng 2. Đến với câu thứ tư này, có bao nhiêu Thất Vũ Hải đã từng giúp đỡ Luffy? A. 3, B. 2, C. 5, D. 6. Câu thứ năm, thành viên có số tiền thưởng cao thứ hai trong nhóm Tobirbo. A. Break Maria, B. Sasaki, C. Hushu, D. Unti. Anh em điền nhanh và điền chuẩn nhá. Câu thứ 6 này, Luffy tắm mấy lần một tuần? A. 3, B. Hàng ngày, C. Không tắm, D. 1. Đến với câu thứ 7, thành viên cấp cao có mức truy nã được tiết lộ thấp nhất trong gia tộc Don Quixote. A. Diamante, B. Senoping, C. Derringer, D. Gradius. Câu thứ 8, đội trưởng đội 5 băng hải tặc dâu trắng là ai? A. Izo, B. Jad, C. Zozu, D. Vista. Đến với câu thứ 9, một câu rất dễ. Big Mom đã trải qua bao nhiêu đời chồng? A. 42, B. 43, C. 44 và D. 45. Không biết anh em đã trả lời đúng 9 câu hỏi chưa? Và chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ 10. Ai là anh em sinh ba với Katakuri và Owen? A. Cracker, B. Perpero, C. Smoothie, D. Daifuku. Một câu hỏi dễ tiếp theo, câu thứ 11. Chỉ huy đội 2 của hạm đội mũ rơm là ai? A. Kavinzik, B. Leo, C. Donsai, D. Bartolomeo. Câu thứ 12.
Liên minh đầu nát là cách gọi tên liên minh của bộ ba nào? A. Kid, Hopkins, Apo. B. Kid, Lo, Luffy. C. Lo, Hopkins, X-Red. Và D. Luffy, Lo, Samurai. Anh em dễ thế, sao phải tua lại làm gì? Cứ trả lời đi nhá. Câu thứ 13. Thủ lĩnh lực lượng phía tây của quân cách mạng là ai? A. Belobetti. B. Merley. C. Karasu. D. Linburn. Nói chung là toàn những câu dễ thôi. Chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ 14. Ai là người có cùng nhóm máu với Luffy trong băng? A. Jinbei. B. Usopp. C. Sanji. D. Franky. Sau sự kiện Dressrosa, mức truy nã của Sanji là bao nhiêu? A. 110 triệu Belly. B. 77 triệu Belly. C. 330 triệu Belly. Và D. 177 triệu Belly. Nghe rõ câu tiếp theo này. Câu thứ 16. Người đầu tiên công khai thích Luffy là ai? A. Bo Hancock. B. Magu Erite. C. Avisa. D. Bonney. Câu thứ 17. Trong ác Three Bucks, thành viên nào trong băng mũ sơm đã đánh bại Perona? A. Zoro. B. Sanji. C. Usopp. D. Nami. Dễ lắm đúng không nào? Câu thứ 18. Lần thứ hai Kobe gặp lại Luffy là ở đâu? A. Tổng bộ hải quân. B. Water 7. C. Dressrosa. D. Enies Lobby. Cùng đến với câu hỏi thứ 19. Tàu Thousand Sunny được làm từ gì? A. Giấy. B. Thép. C. Sắt. Và D. Gỗ cây Adam. Cũng đi đến một nửa số câu hỏi rồi. Và đến với câu thứ 20. Lần đầu lạc đường của Zoro là do đi làm gì? A. Đi săn. B. Chạy trốn dân đuổi. C. Tìm Mihawk. D. Đi báo cho team về sự xuất hiện của Phó Đô Đốc Cáp. Câu thứ 21. Đô Đốc Iso yêu cầu xóa bỏ hệ thống Thất Vũ Hải khi nào? A. Sau trận Marineford. B. Sau khi mà Doflamingo bị hạ bệ. C. Sau khi Crocodile bị hạ bệ. D. Tại hội nghị Revive. Câu hỏi dễ thứ 22. Nico Ovia có tiền truy nã là bao nhiêu? A. 80 củ. B. 81 củ. C. 79 củ. D. Không bị truy nã. Câu 23. Món ăn yêu thích của Sơn Tặc Đa Đơn. A. Cá. B. Thịt lợn. C. Thịt bò. Và D. Trứng ốp la. Đến với câu 24. Nami là thành viên thứ mấy gia nhập băng mũ rơm? A. 2. B. 3. C. 4. Và D. 5. Riêng mấy câu hỏi này anh em không phải suy nghĩ đâu. Ai fan cứng nghe phát biết đáp án luôn nhá. Câu 25 này. Người nhanh nhất băng mũ rơm là ai?
A. Sanji, B. Brook, C. Zoro và D. Robin. Câu 26. Ai là người chăm chỉ luyện tập nhất băng mũ rơm? A. Sanji, đầu bếp, B. Luffy, não cao su, C. Franky, người máy và D. Zoro. Câu 27. Thiên Long Nhân bị Luffy đấm tại quần đảo Sabaody tên là gì? A. Moogat, B. Moogat, C. Chalot, D. Chalot. Hai mươi tám. Enen thuộc tộc người nào? A. Sandian, B. Skypian, C. Bican và D. Kumate. Câu hỏi 29. Trái ác quỷ của Don Quixote Rocinante thuộc hệ gì? A. Logia, B. Paramecia, C. Joan, D. Paramecia đặc biệt. Một câu hỏi rất hay và rất dễ tiếp theo. Câu 30. Ai trong hải quân đã từng đánh bại Elong? A. Akainu, B. Aokiji, C. Kizazu và D. Tetsuru. Một câu hỏi dễ nữa này. Câu 31. Thanh kiếm nào thuộc hàng cực phẩm đại bảo kiếm? A. Murakumogiri, B. Yabashiri, C. Wado Ichimuji và D. Susui. Câu hỏi thứ 32. Monet là chị gái của ai? A. Delifer, B. Gladius, C. Sugar và D. Babyfy. Đến với câu hỏi thứ 33. Ai là người đã làm rách chiếc mũ rơm của Luffy? A. Smoker, B. Nami, C. Buggy và D. Elong. Câu hỏi thứ 34. Một câu hỏi khó đấy nha. Số đo 3 vòng của nữ hoàng hải tặc Bo Hancock. A. 111, 60, 91, B. 111, 61, 91, C. 111, 60, 92 và D. 111, 61, 92. Rất khó đúng không nào? Và câu hỏi thứ 35. Hoàng hậu Otohime bị ai giết? A. Con người, B. Người cá, C. Thiên Long Nhân và D. Đáp án khác. Câu 36 này. Người cướp đi nụ hôn đầu của Luffy là ai? A. Nami, B. Bo Hancock, C. Vinsmoke Jeju, D. Nefertari Vivi. Câu 37. Ai là thành viên của CP0? A. Spandam, B. Khalifa, C. Zabra, D. Blueno. Câu 38. Ai là người trong tổ chức CP9 có con vật đại diện là con cú? A. Nelo, B. Fangfrit, C. Kumadori và D. Fukuro.
Câu 39, đội trưởng đội 4 băng dâu đen là ai? A. Lefit. B. Katarina Devon. C. Sunny One Wolf. D. Alvaro Pizarro. Và câu thứ 40, One Piece được ghi nhận vào sách kỷ lục Guinness vào năm nào? A. 2015. B. 2013. C. 2014. Và D. 2016. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành bài kiểm tra tình cảm của các anh em dành cho One Piece rồi. Các anh em thì trả lời đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Mình thì trả sai câu nào luôn, vì mình là người ra đề mà. Đùa thôi, chứ bao ngày tháng miệt mài cày đi cày lại One Piece để ra video cho anh em mà giờ mình còn trả lời sai nữa thì dở rồi. Các anh em thì có hứng thú với những bài test nho nhỏ kiểu dạng này không? Hãy comment cho mình biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Băng Xăm Soi suốt thời gian vừa qua. Và đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh của chúng mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.